bạn đã sẵn sàng cùng Richie du ngoạn năm châu. Sau đây là những chính sách ưu đãi tri ân vô cùng đặc sắc và có giá trị đến từ công ty Richie cho năm kinh doanh 2016. Chương trình áp dụng cho hệ thống nhà phân phối cũng như các cửa hàng điểm bán của Richie trên khắp Việt Nam. Đối với các nhà phân phối, nếu bạn có một năm kinh doanh hiệu quả và doanh số vượt trội, vượt chỉ tiêu, thì một chuyến du lịch châu Âu hoặc Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ là món quà dành cho bạn. Đối với các cửa hàng điểm bán, chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã gắn bó với Richie trong năm vừa qua. Theo chính sách tính cho năm 2016, nếu cửa hàng điểm bán đạt hoặc vượt doanh số sẽ nhận ngay một chuyến du lịch Hàn Quốc hoặc một chuyến du lịch Thái Lan. Chi tiết chương trình chúng tôi sẽ gửi tới quý nhà phân phối trong thời gian tới. Mong rằng chính sách tri ân của Richie sẽ mang lại nhiều niềm vui cho nhà phân phối cũng như cửa hàng. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục gắn bó đồng hành cùng Richie lớn mạnh. Cùng Richie du ngoạn năm châu, vươn tầm quốc tế.